Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 30 tháng 12 thì năm 2020. Thì bây giờ thì cũng là muộn phết rồi các bạn nhé. Thì hôm nay thì mình level thì hơi muộn một chút, thì hôm nay mình bận công việc riêng. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo đây, các bạn có thể là lên YouTube này. Đấy. Các bạn lên YouTube này, đấy, các bạn tìm kênh của là Triệu Phú TV nhé. Đấy, Triệu Phú TV, đây ạ, kênh mình thì là chuyên, đây, kênh mình là được gần 55k sắp các bạn nhé. Kênh mình thì chuyên điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn là lên lựa chọn vào sản phẩm điện thoại cũ sớm nhất giúp mình các bạn nhé. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được mình mẫu, thì mình sẽ bây giờ mình sẽ bán và live stream và giới thiệu cho các bạn. Thì hôm nay nhà mình về được đây. S8 nhé, à thì sorry các bạn là Samsung Note 8. Samsung Note 8 thì hôm nay nhà mình về được tất cả là 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này, 4 cây này, 5 cây đấy ạ. Samsung Note 8, Samsung Note 8 thì hôm nay nhà mình về được tất cả là 5 cây nha các bạn nhé. Đây, Samsung Note 8 thì hôm nay nhà mình về được tất cả là 5 cây. Thì là Samsung Note 8 này thì là ngoại hình tất cả của máy thì là máy còn 90 trên 90%, thì máy cũ rồi thì nói 99, 98 thì nó hơi quá các bạn nhé. Đấy ạ. Thì là Samsung Note 8 thì mình sẽ giới thiệu sơ cua qua về cấu hình. Cấu hình con Samsung Note 8 thì là RAM còn mặc định nó là RAM 6GB. Đấy, RAM của nó là RAM 6GB, nói chung là cho các bạn trải nghiệm cực kỳ là tuyệt vời. RAM 6GB nhé. Bộ nhớ trong là 64GB. Đấy ạ. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Bộ Samsung Note 8 bên mình là bản Hàn nhé, tất cả là bản Hàn. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Đây, bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Đấy, Note 8 này, ngoại hình còn 90 trên 90%. Thì là màn hình con này thì là màn hình của nó là tràn viền. Đấy, màn hình còn tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Các bạn xem phim 2K, 4K thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Thì mình sẽ kết nối vào xem phim nghe nhạc cho bạn lựa xem các bạn nhé. Xem cái sản phẩm Samsung Note 8 các bạn nghe nhạc vàng hay là xem phim 4K thế như thế nào các bạn nhá. Nó cũng chung có khỏi phải chê luôn. Này. Nói chung là xem nó quá là mượt luôn. Này. Này, nó sẽ ra cái nhạc vàng điền này. Này. Cao lên chứ. Mình xóa đi. Mình đóng nó rồi mình vào lại nha các bạn nhé. RAM 6GB các bạn, nói chung là có những trải nghiệm thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, nghe nhạc cái sản phẩm Samsung loa nó siêu phẩm ngày xưa là thật các bạn. Nghe nhạc quá là phê luôn các bạn nhé. Đây mình sẽ vào xem phim 8K cho các bạn luôn này, phim này. Đây, phim 8K các bạn vào xem phim bản 8K luôn. Đấy. Bây giờ cái gì quảng cáo, nhưng mà kênh YouTube của mình thì không bỏ quảng cáo nhá, nên các bạn yên tâm. Đây các bạn xem phim như là 8K khỏi phải chê luôn, quá là sắc nét luôn, nói chung là nghiêng không có độ bóng mờ gì luôn, nói chung là xem hình thể hình ảnh của nó quá là đẹp các bạn nhé. Đấy, đây phim 8K này các bạn, tuyệt vời luôn. Đấy, nó chỉnh cái độ này. Đấy, các bạn xem kìa, quá là sắc nét nhá. Đấy, tính năng và tính năng mở khóa của nó thì Note 8 này có 3 tính năng này các bạn nhé. Đấy. Mở khóa thì có tính năng này, khuôn mặt này, mống mắt và vân tay nhé. Rất nhiều tính năng sản phẩm Samsung Note 8 này. Tại vì lúc một thời nó ra là nó siêu phẩm các bạn nhé. Hơn 20 triệu các bạn nhé. Samsung Note 8 của mình bên mình đây hôm nay về là 5 cây. Tất cả đều là màn hình đẹp nhé, không ám mố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Tất cả 5 cây nhà mình đều màn hình sáng đẹp, không ám mố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Và giá sản phẩm Samsung Note 8 ấy, thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 4 triệu 500k một con các bạn nhá. Đấy, bên mình đang bán cho các bạn giá là 4 triệu 500k một con. Đấy, tất cả màn hình bên mình sáng đẹp nhé. Không ám mố hay không lưu ảnh gì. Đấy, toàn màn hình sáng đẹp, không ám mố hay không lưu ảnh gì. Đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất, một qua Zalo. Nếu mà Zalo mình không trả lời kịp thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại bên mình nhé. Số điện thoại bên mình là đây, một là 0966 221 789 đấy ạ.
số này thì mình xuống số 1 mình hay cầm theo người. Và giờ làm việc mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối các bạn nhé. Và số thứ hai là 0833221789 nhá. Đó, nhà mình có hai số để các bạn liên hệ các bạn nhé. Đây, con đen này là con đen này, mày đẹp lên kia anh. Đấy, anh kia xả biếng luôn. Màn hình cũng sáng đẹp, không ngà mối, không lưu ảnh gì. Đây, mấy con xanh cũng đẹp lên keng nhé các bạn nhé. Hôm nay mình về mấy con này toàn hàng tuyển cho các bạn thôi. Đấy, rất là xinh, rất là tuyệt vời. Đây ạ. Đây, con màu xám này cũng hàng tuyển cho các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp, màn hình thì cũng khỏi phải chê luôn. Đây, màn hình sáng đẹp, không ngà mối, không lưu ảnh gì. Đấy, giá chỉ 4 triệu 500k cho các bạn lựa chọn các bạn nhé. Đấy, giá chỉ 4 triệu 500k các bạn nhé. Đấy, hoặc là các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng được chị cửa hàng mình để là giao lưu vào trao đổi mua sắm. Và ở xa thì bên mình có ship. Và hình thức mua hàng ở xa thì các bạn cọc trước cho mình phí ship, chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chuyển khoản sau ấy thì các bạn cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm của các bạn nhé. Và gì nhờ tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp và lỗi đồ một tuần và bảo hành 6 tháng nên các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Này, lót 8 này về 5 cây nhé. Máy đẹp lên keng sáng biển 4 triệu 500k các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về, con này là con Samsung. Con này là Samsung gì nhỉ? Mình xem đây. Con này là A5-2017 hay sao đây. Hôm nay nhà mình về là con này là con Samsung A5-2017. A5-2017 thì con này là bản Hàn, một sim các bạn nhé. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. A5-2017 này. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này là màn hình đẹp nhé, không ảm màu hay không lưu ảnh gì. Con A5-2017 này là bản Hàn, một sim, có hỗ trợ là cổng tay sạc tay C này, dùng rất là thích này. Đây, ngoại hình con này thì còn 90%. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.600.000 các bạn nhá. Đấy. Màn hình của nó là gì nhỉ? AMOLED nhá. Đấy, Full HD cộng nhá, cho hình thể hiển thị hình ảnh cực kỳ tuyệt vời. Đấy. RAM chip con này nó thật với các bạn, A5-2017 là quá là ok luôn. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân và người già dùng con này rất là tuyệt vời. Bên mình đang bán cho bạn giá là 1.600.000 nhá. Đấy, con A5-2017 màu hồng. 1.600.000 cho các bạn nhá. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được hai con Samsung Z5 Pro. Đấy, Z5 Pro thì hai con này cũng là bản Hàn Quốc nha các bạn nhé. Hai con Samsung Z5 Pro này, hai con này là bản Hàn Quốc này. Một sim các bạn nhé. Cấu hình con Z5 Pro này là con này là RAM 2GB. Bộ nhớ trong là 32GB. Được cái là RAM của, nói chung là RAM của Samsung các bạn không phải phải chê luôn. Nói chung là quá mượt luôn. Với tầm giá coi như là 1 triệu tư thôi. Con Z5 Pro này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1 triệu tư thôi. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân cực kỳ tuyệt vời. Màn hình của nó là được cái là màn hình của nó, màn hình AMOLED. Các bạn cho hình thể hình ảnh cực kỳ là Full HD nhá, cộng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, con Z5 Pro này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1 triệu tư. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là các bạn làm máy phụ chống cháy rất ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro này các bạn nhà mình được sớm nhất nhá. 1 triệu 400k cho bạn nhá. Đấy. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Samsung gì nhỉ? Các bạn Sony Performance thì con này là máy Nhật nhé. Con này là Sony Performance, con này là máy Nhật. Con này là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con Sony Performance này thì là ngoại hình thì máy còn 90%. Máy đẹp lên keng xà beng nhá. Con này thì máy màu bạc các bạn nhé. Đấy, Sony Performance. Cam của nó là sau là 32 megapixel luôn các bạn. Máy Nhật thì các bạn cũng đã rõ rồi, đồ Nhật thì gọi khỏi chê luôn, quá là bền. Các bạn chỉ có đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt rất ít nhá. Con Sony Performance này thì là RAM 3, bộ nhớ 32GB. Bên mình đang bán cho các bạn với giá là 1.550.000 đồng các bạn nhé. Nhiều bạn đã nghe lóng là 1.150.000 đồng. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 1.550.000 đồng các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Sony Performance này các bạn nhà mình được sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình nhá. Đây, địa chỉ cửa hàng nhà mình gần, các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi và mua bán các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được lô này, lô Samsung S8 này. Đấy. S8 này, hôm nay nhà mình về được tất cả là 5 cây S8. Đấy. 1 2 3 4 5. Samsung S8 này thì mình cũng nói sơ cua qua cho bạn thì là cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhé.
S8 của nhà mình, tất cả nhà mình đều là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình con này thì là màn hình của nó là tràn viền nhé. Màn hình con này là tràn viền 5,8 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Đấy, S8 thì ngoại hình thì máy còn 90, trên 90%. Đây, S8 này. Đấy, nhà mình nay về được tất cả là 5 cây. Thì là tình trạng nó chỉ là màn nó bị đây, nó chỉ bị hơi bị chấm mực một tí đây, có góc các bạn nhé. Nhưng mà được cái là màn hình đẹp, không ám ố gì, nó chỉ bị chấm một tí thôi. Thì mình sẽ báo giá từng trạng từng con một con S8 này. Thật các bạn mua màn hình của nó, độ phân giải của nó là 2K. Các bạn nghe nhạc thì nói chung là cũng phải chê luôn. Nói vậy, S8 các bạn dùng thì quá là sướng luôn. Thì mình sẽ kết nối wifi, thì mình sẽ thử nghe nhạc, lướt web, xem phim, nghe nhạc sản phẩm Samsung S8 này. Các bạn mà đi hay đi ở ngoài đường ấy, các bạn mua sản phẩm Samsung S8 này, các bạn quá là ok luôn. Tại vì cái loa trong của nó, cái loa điện thoại của nó nghe cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đây thì mình sẽ nghe từ cái loa ngoài cho các bạn này. Đấy, kênh của mình thì không có quảng cáo như này đâu, nên là các bạn xem video của kênh mình rất là sướng nhé. Đây. Đấy, nghe nhạc thì cực kỳ là sướng. Đấy, màn hình 2K này. Các bạn xem phim thì không bao giờ bị lóa mờ thì rất là sướng các bạn nhé. Đấy. 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 Đây là khay SIM nhé, mình vừa bỏ ra ngoài mất nhé. Đấy, Samsung S8 đấy nhờ, mình sẽ báo giá tình trạng từng con một đây. Thì nhà mình thì có con này. Đây thì mình sẽ bật nguồn lên, mình báo giá từng trạng con một này. Đấy. Con này thì là đốm nhỏ nhất này. Đấy. Có hai con đốm nhỏ nhất này. Đây. Có hai con này, một con thì là đốm tí này thôi, nó như kiểu là cái tí này, dùng bé tí này thôi các bạn nhé. Màn hình sáng đẹp này, hai con này. Tí này, đấy. Đấy. Hai con đốm nhỏ này thì bên mình gì nhỉ? Hai con đốm nhỏ này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.800.000 nhé. Hai con đốm nhỏ này thì bên mình đang bán giá là 2.800.000. Hai con này nhà mình đều là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng nhé. Đấy. Đốm tí này thôi. Bên mình đang bán loại giá là 2.800.000 các bạn nhé. Đây, và con này đốm tí trên này thôi. Đấy, các bạn nhìn rất là xinh. Đấy, bên mình đang bán đồng giá là 2.800.000 hai con này các bạn nhé. Đấy, hai con đốm cạnh này, con này 2.800.000 các bạn nhé. Đấy, và đây. Đây, con này thì đốm tí dưới góc này thôi. Đấy. Đấy. Đốm tí dưới góc này, cũng giống con này. Nó chỉ nhỉnh hơn cái nốt này một tí thôi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.700.000 nhé. Đây, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.700.000 một tí dưới góc các bạn nhé. Nói chung các bạn mua S8 về dùng còn khỏi phải chê luôn, quá là sướng luôn. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 2.700.000 nhé các bạn nhé. Đây, đốm tí rồi, nhưng mà dùng S8 thôi thật các bạn, quá là sướng luôn. Đây, đấy, bản Hàn 2 SIM. Con này là 2.700.000 các bạn nhé. Đây, con này thì nó sẽ đốm tí cạnh đây thôi các bạn nhé. Con này thì mình cũng thanh lý bạn giá là 2.700.000 nhé. Đây, S8 này là 2.700.000 các bạn nhé. Đấy, màn hình sáng đẹp, nó chỉ bị đốm thôi các bạn nhé, 2.700.000 các bạn nhé. Và con này con cuối cùng đây. Đấy, con cuối cùng thì là hơi to một chút. Con này thì mình sẽ bán các bạn giá là 2.600.000 nhé. Đấy, con này màn hình cũng sáng đẹp. Đấy, giá chỉ với giá là 2.600.000 thôi các bạn nhé. Đấy, S8 nhà mình về mấy cây đấy. Đấy, 2.600.000 nhá. Đấy, và đây con này là 2.700.000 này. Và hai con 2.700.000 này. Và hai con là 2.800.000 các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 nhỏ này, mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các bạn dùng thì các bạn nhận hàng sớm nhất nhé. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và mình cố level nốt cho các bạn mấy sản phẩm này thôi. Thì là mai thì mình sẽ tiếp tục làm clip coi như là mua bán điện thoại cho các bạn. Thì là sắp Tết Dương lịch rồi, thì chúc các bạn sang một năm mới thì cực kỳ nhiều niềm vui, và lại đăng ký kênh và ủng hộ nhiều sản phẩm điện thoại cũ của mình các bạn nhá. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhá.